Chỉ có khi đi qua những miền nhớ, chúng ta mới bất giác nhận ra hồi ức đẹp của riêng mình. Ký ức xóm làng bộc mạc, về hồn quê chân chất, về tuổi thơ bình dị, hay về tình người giản đơn. Tất cả sẽ được gói ghém thành miền ký ức, để làm hành trang cho mỗi người con xa quê mang theo trên chặng đường tha phương. Đến trên miền ký ức, chúng ta sẽ được một lần nữa cảm nhận hết thảy những dư vị ngọt ngào trên quê hương mình, có nắng, có gió và vị mặn mặn của đồi dớn không tên. Trung Nguyễn và Hoàng Hạnh xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Với cuộc sống đô thị sẽ làm xa rời nét văn hóa nông nghiệp, từ từ làm mất đi cái nét hồn quê, và chẳng ai vẽ lại được bức tranh giản dị và mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao là tình cảm thân thương của người nông dân nhọc nhằn lam lũ ở vùng nông thôn. Nhắc tới hình ảnh người nông dân thì chắc hẳn chúng ta lại liên tưởng ngay đến các bác nông dân ở ngoài đồng ruộng. Bên cạnh đó thì những người nông dân trên những luống rẫy của mình cũng có những nỗi khó khăn và nhọc nhằn rất riêng. Để tạo ra được những ngọn rau xanh phục vụ cho bữa ăn hàng ngày, hay là những cành hoa khoe sắc thắm để trao tặng cho nhau trong những ngày lễ Tết truyền thống của người Việt Nam, thì bản thân người nông dân trên những ruộng rẫy cũng bỏ rất là nhiều thời gian và công sức để mà chăm sóc. Qua chương trình hôm nay sẽ vẽ lại hồn quê với nghề làm rẫy cho những người con xa xứ cũng như những người không có điều kiện để nhớ về quê nhà. Dưới sự chồn chịp phồn qua đô thị của cuộc sống hiện đại thì có lẽ một bộ phận thế hệ trẻ ngày nay ít có sự gắn bó với vùng quê nông thôn. Ở đó có những người nông dân đang ngày đêm nhọc nhằn làm việc trên đồng ruộng hay đồng rẫy của mình. Khó có thể diễn tả hết sự chạy nắng dầm mưa ấy qua bao năm dài tháng rộng. Chúng tôi chỉ có thể góp nhặt lại từng khoảnh khắc và vẽ nên một bức tranh hồn quê chân thật, để những ai chưa có cơ hội gắn bó có thể tìm hiểu về sự chân phương nơi vùng quê yên ả, hay những người con xa quê có dịp tìm lại ký ức sâu sắc nhất của cuộc đời mình. Song hành cùng nền văn minh lúa nước, từ xa xưa người Việt còn có truyền thống canh tác nương rẫy. Chừng năm gần đây, khi nhu cầu về rau sạch ngày càng cấp thiết đối với bếp ăn của từng gia đình, thì nghề trồng hoa màu cũng mang lại lợi nhuận kha khá cho người nông dân. Có nhiều làng quê có truyền thống làm rẫy lâu đời đã trở nên nổi tiếng và phát triển qua nhiều thế hệ, làm nên một vành đai xanh được nhiều người biết đến. Có được thành quả đó, người nông dân đã phải trải qua biết bao nỗi nhọc nhằn, và cũng từ đó đã tạo nên những câu chuyện đẹp đẽ, dung dị, đời thường trên chính cánh đồng rẫy của mình. Phân này là cái phân gì hả chú? Phân DB. Cách mình rải là mình chứ rải đều trên mặt đất rải gì đều, thôi. Mặt đất. Vậy là một tuần chú quăng phân một lần đúng không chú? Ừ. Ủa vậy thì mình quăng xong mình có còn tưới lại không hay là để vậy thôi? Phân mình quăng rồi mình tưới nữa chứ, để sợ phân nó dính trên lá. Dạ. Thì cái này là bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch một lần chú? Cỡ 40 ngày. Dạ. Thì sau khi mình thu hoạch là mình trồng lại cái khác hay là chú trồng lại hả? Trồng lại cái khác. Dạ. Trồng cái món khác. Dạ. Để mình luân phiên mình thay đổi cho cái cải tạo đất hả chú? Ừ. Dạ. Hành này của mình là được bao nhiêu thời gian rồi chú? Cũng cả tháng à, tại đợt này đã làm đất hơi thấp, đã trồng không được phát triển nhanh không. Dạ. Vậy là chị cái giờ cỏ về là cũng sắp thu hoạch rồi hả chú? Cũng sắp thu hoạch. Vào mỗi sáng sớm khi sương mù chưa tan, cũng là thời điểm mọi người đã lui cui phía sau nhà chuẩn bị đồ nghề ra rẫy. Người cầm ấm nước, người lo lấy nón, chọn khăn,
mang theo con đường đất nhỏ một đoạn là tới rẫy. Đồng rẫy nằm cách nhà không xa, nhưng để không mất thời gian, mọi người phải tranh thủ thời gian đi sớm để làm được nhiều việc hơn. Đặc biệt là sau khi thu hoạch xong, ra đến rẫy là xoắn tay lên cuốc đất, đánh vòng trồng rẫy. Hình ảnh này đã khá quen thuộc trên trồng rẫy và gắn bó nhiều thế hệ nhà nông. Vất vả một nắng hai sương là vậy. Mỗi một hạt giống gieo xuống đất là biết bao giọt mồ hôi và tâm huyết mà người nông dân gửi gắm vào đó. Và không phụ công người trồng, ruộng cải, luống rau, cũng vì vậy mà xanh tươi tốt. Mỗi ngày, gia đình Đào cũng phải ở rẫy đôi khi nhiều hơn ở cả trong nhà. Với họ, nỗi nhọc nhằn đó như người bạn đồng hành quen thuộc. Có những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn lại thành quả lao động, nhìn quanh từng luống rau xanh mướt cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhiều khi có những câu nói đùa cho vui, người già khuê mà. Không biết có cực không, chứ mỗi ngày dù nắng hay mưa gì cũng phải ra rẫy, vất vả lâu ngày quen luôn. Ở trong nhà ngồi chịu không nổi, rồi cũng phải đứng dậy ra thăm rẫy, làm cỏ, tưới phân, chăm sóc và nâng niu từng cái nụ, cái lá, tay nó xanh mướt là mừng thầm trong bụng rồi. Thế mới thấy, ở một nơi không ồn ào, náo nhiệt, có những người dân đang sống một đời sống, một nỗi niềm khác. Chúng đơn giản và thân thương đến lạ. Tuy là một nghề rẫy lắm gian nan chất chả, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay từ sớm đến tối mịt với xong việc ngoài đồng. Ấy vậy mà những con người cần lao ấy vẫn hàng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từng gương mặt rám nắng, bao chết chai sần trên tay mà người nông dân mang theo gần ấy thời gian là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt, bám lấy từng tấc rẫy của mình. Thế nhưng, niềm vui dường như luôn hiện hữu, thậm chí chính sự gian truân ấy đã tạo ra nhiều điệu hát dân ca ngọt ngào, trữ tình để cổ vũ người nông dân quên đi bao khó khăn mệt nhọc trên đồng rẫy. Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan. Hỡi cô gánh nước đường xa, còn bao nhiêu gánh nữa, để qua là qua gánh cùng, tan tình, tan tính, tình tan. Và chính câu hát đó cứ thế ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con xa quê, trở thành những kỷ niệm, thành những điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất trong suốt chặng đường đời. Riêng đối với những ai sinh ra nơi phố thị, thì nếu có dịp nhìn thấy những hình ảnh người nông dân lơm khơm trên đồng rẫy chăm bẩm từng luống rau, chắc hẳn họ lại thêm yêu mến và trân quý thực phẩm trên mâm cơm hàng ngày của mình. Và hơn bao giờ hết, tất cả những hình ảnh đó như một nét riêng tạo thành bức tranh miền quê mộc mạc. Và ở đó, chúng ta có thể cảm nhận được tình người chân chất và cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trên đồng rẫy quê hương ngày nào. Qua hành trình hôm nay thì Trung Nguyễn và Hoàng Hạnh cũng như các bạn cho chúng ta thấy được hình ảnh của những người cha, người mẹ tối ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Đó là một hình ảnh lam lũ vất vả của người làm rẫy nói riêng và của nhà nông nói chung. Và những hình ảnh đẹp đẽ quý báu đó đã được gom góp lại thành một câu chuyện và chuyển tải đến quý vị và các bạn những hình ảnh về quê hương, về đất nước của mình, để cho những người con xa xứ có cái để mà nhớ về. Và chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau.